Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin trình bày tiếp với các bạn phần thứ hai của tác phẩm Bài nói chuyện với Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. Tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong Hồ Chí Minh toàn tập tập thứ 11, tập thứ 10, trang thứ 623. Phần thứ hai của tác phẩm như sau. Thưa các vị đại biểu, thưa các cụ, sở dĩ cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi là nhờ toàn dân ta đoàn kết một lòng, tin tưởng vào tiền đồ của cách mạng, của cuộc kháng chiến. Ngày nay, hòa bình được lập lại, nhưng nước ta còn tạm thời bị chia cắt ra hai miền. Chúng ta phải ra sức củng cố miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Tuy nhiên, việc đấu tranh thống nhất nước nhà không phải là dễ dàng, đơn giản. Nhưng nếu toàn dân ta đoàn kết, tin tưởng, quyết tâm, thì nhất định thắng lợi cuối cùng sẽ về ta. Nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nước nhà là một nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vinh quang. Nếu mọi người cố gắng, mọi ngành cố gắng, chúng ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Cuối cùng, tôi nhờ các đại biểu chuyển tới đồng bào thị xã và đồng bào trong tỉnh lời chào thân ái. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào ngày 15 tháng 6 năm 1957, được in trong sách Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Nghệ Tĩnh 1977, trang 70 đến 76. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.